Quảng Ninh và Khánh Hòa là hai địa phương đều có thế mạnh về du lịch biển đảo. Sản phẩm du lịch của Quảng Ninh rất phong phú, đa dạng, với Hạ Long di sản kỳ quan thiên nhiên thế giới, Yên Tử Nong Thiêng và trên 600 di tích lịch sử. Còn đối với du lịch Khánh Hòa thì Vịnh Nha Trang là một trong 29 vịnh đẹp nhất trên thế giới, có nhiều lợi thế phát triển du lịch. Nhiều điểm tương đồng là thế, nhưng mà hai địa phương này thì vẫn chưa khai thác được hết tiềm năng và lợi thế của nhau. Theo các doanh nghiệp du lịch, thời gian qua khách du lịch từ Nha Trang đi Vịnh Hạ Long khá nhiều, nhưng chủ yếu chọn tour truyền thống ngắn ngày. Trong sự kiện kết nối du lịch Quảng Ninh-Khánh Hòa, lãnh đạo hai tỉnh đã bước đầu cân nhắc đến việc kết nối đường bay Vân Đồn-Quảng Ninh và Cam Ranh-Khánh Hòa. Đây có thể coi là yếu tố quan trọng để tăng trưởng lượng khách tham quan du lịch của hai tỉnh Khánh Hòa-Quảng Ninh, tạo động lực phát triển kinh tế cho cả khu vực trong thời gian tới. Lãnh đạo hai tỉnh cũng có cái buổi làm việc và chúng tôi coi rằng là cái bắc cái cầu nối giữa Nha Trang Khánh Hòa với lại cả Hạ Long Quảng Ninh và vùng Đông Bắc và vùng duyên hải miền Trung là một cái mục tiêu quan trọng. Từ đó thì không chỉ là kết nối kinh tế xã hội nói chung và trong đó thì trọng tâm là kết nối du lịch. Bởi vì hai địa phương chúng ta có những cái điểm mà tương đồng, tuy nhiên có những cái sản phẩm du lịch hết sức đặc sắc và bổ trợ cho nhau. Và trong cái buổi này thì tôi nghĩ rằng không chỉ là cái xúc tiến cho cái phần du lịch nội địa hiện tại mà chúng ta sẽ hướng tới cái việc mà phát triển cho cái hệ thống quốc tế, khách quốc tế sắp tới, bởi vì đều là hai địa phương có thế mạnh rất là lớn trong việc khai thác khách inbound. Rất là nhiều cái chương trình kích cầu hấp dẫn lắm. Chính vì vậy thì sẽ làm cho cái Hạ Long hấp dẫn hơn cho du khách nội địa hơn trong thời gian tới. Có thể là nếu mà di chuyển thời gian sắp tới mà ra Hạ Long thì cái chương trình lưu trú tại Hạ Long cũng sẽ được kéo dài thêm nữa, thay vì chỉ một đêm thôi thì sẽ có thêm một ngày một đêm để khám phá thêm những cái mới lạ của Hạ Long. Việc kết nối thành công giữa hai cảng hàng không quốc tế Vân Đồn Cam Ranh sẽ thúc đẩy phát triển giao thương, du lịch giữa hai tỉnh Quảng Ninh và Khánh Hòa. Người dân địa phương cũng như du khách yêu thích du lịch sẽ được thỏa thích lựa chọn các chương trình tour kết hợp trải nghiệm với nhiều điểm tham quan thú vị. Và trong xu thế chung, nếu thời gian di chuyển được rút ngắn, du khách sẽ có thêm thời gian lưu trú để trải nghiệm nhiều hơn về những sản phẩm, dịch vụ hấp dẫn, mang đậm đặc trưng của hai vùng miền.